Vâng, xin chào. Như lúc nãy tôi đã quay một video mở nhạc của Đâm Liên Đền Đông. Có hai khối gỗ hai bên này. Bán giá 2,8 triệu bởi vì nó hơi cũ do vận chuyển, xước sát bên trên. Để đổi lại được một con Đâm Liên cực khỏe luôn. Tiếng to. Khỏe, siêu khỏe, đánh hai đôi loa AB cộng B. Đâm Liên Radio của Đền Đông xuất Mỹ. Hàng cực hiếm luôn. Với mẫu này các bác tìm trên mạng khẳng định không có luôn. Nhưng mà đẹp xuất sắc, bán giá tầm 5-6 triệu trở lên. Radio full 108. Bát chép cân loa lao lướt đầy đủ. Tản nhiệt nhìn cực mê luôn. Rất là cứng cáp dày dặn. Với tản nhiệt như này nó chạy hiệu quả sẽ rất tốt. Nguồn đây. Con đồng này rất nặng. Bốn con sò đen. Đây là bẩn bụi chưa lau. Chiều nay tôi sẽ vệ sinh qua. Mới lau chùi bên ngoài, đấu loa chạy ngay. 180W. Sản xuất tại Nhật. Điện 120, xuất Mỹ. Thì nội thất rất phê luôn. Nội thất quá gâu. 2,8 triệu đồng ship toàn quốc qua Viettel. Phí vận chuyển 10 triệu, xin chào.